từ thực tiễn cho thấy rằng nghị quyết 120 là một cái quyết sách sống còn cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, với cái tầm nhìn dài hạn, tư duy phát triển mới, thích ứng. Đặc biệt là nhiều người cho rằng đây là một cái nghị quyết thuận thiên, thuận theo những cái quy luật của tự nhiên, để thích ứng, phát triển, lấy con người làm trung tâm và phát huy những cái tiềm năng, thế mạnh của vùng, cũng như là những cái giải pháp để ứng phó trước những cái thách thức ngày càng gai gắt hơn từ bên ngoài, từ trong nội bộ của vùng. Và qua thực tiễn của hơn 3 năm đã tạo dựng cái niềm tin rằng đây là một cái cách tiếp cận đúng, một cái tư duy mới cho phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các ban ngành đã chuẩn bị trong 3 năm nay đó, thì giờ cần phải được thực hiện, rồi có kinh phí thực hiện. Nhất là tạo cái điều kiện để bà con nông dân như là theo được cái định hướng của nhà nước, của Trung ương và của tại địa phương, để biết cái vùng nào mình sẽ chuyển sang làm cái gì. Và từ cái định hướng đó của nhà nước thì kèm theo là cái mình làm cái cấu trúc hạ tầng. Theo các chuyên gia, đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng tổn thương lớn nhất trên thế giới từ biến đổi khí hậu. Biểu hiện rõ nhất là nhiệt độ tăng cao, hạn hán khốc liệt, xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên, triều cường và sạt lở bờ sông, bờ biển diễn biến phức tạp. Thực trạng ấy đòi hỏi quyết sách ứng phó đồng bộ, kịp thời và hiệu quả. Tháng 11 năm 2017, khi ấy với vai trò là người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định ban hành nghị quyết số 120. Bản nghị quyết còn có tên gọi đặc biệt khác, Thuận Thiên về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Trên tinh thần nghị quyết Thuận Thiên, các hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được tổ chức thường xuyên. Theo đó, với định hướng từ bị động ứng phó sang chủ động thích ứng theo quan điểm Thuận Thiên là quyết sách hàng đầu. Thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy, chủ yếu là sản xuất lúa, sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Chúng ta tôn trọng quy luật tự nhiên, chọn mô hình thích ứng theo tự nhiên. Thuận thiên là chính, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên, phát triển bền vững theo phương châm chủ động sống chung với lũ, với tinh thần vì đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững thịnh vượng. Với tinh thần không đi ngược với thiên nhiên, không chống thiên nhiên, hạt mầm tư duy mới đã được gieo trên nền đất cũ. Các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long đã và đang phấn khởi với những vùng chuyển đổi mà Đảng và Nhà nước đã quy hoạch mới. Điển hình là hàng ngàn hecta lúa tôm đã đem lại lợi tức gấp 4 đến 5 lần so với trồng lúa độc canh trước đây. Chưa, tại vì bây giờ cũng như cái lúa đó nó đã đạt rồi, rồi lại phần thêm tôm nữa. Dù là nó không có bằng mấy người nuôi công nghiệp mà chạy quạt, nhưng mà nó cũng có đồng lời, nó đỡ lắm. Đó không chỉ là sự thành công đơn lẻ, mà sự chuyển đổi diễn ra rộng khắp cả vùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trước khi có nghị quyết 120, trong số 3 triệu 200 ngàn hectare đất nông nghiệp của vùng, thì cây lúa vẫn là cây trồng chủ lực. Thế nhưng sau 3 năm triển khai nghị quyết, trục sản xuất đã bắt đầu xoay chuyển theo thứ tự ưu tiên, thủy sản, trái cây, lúa. Cái nền kinh tế nông nghiệp của vùng đã có bước xây trục là thủy sản, trái cây và lúa gạo. Điều đó không có nghĩa là xem nhẹ cái vai trò của lúa gạo, nhưng cái sự thích ứng ở đây là ứng phó với cái điều kiện, cái tự nhiên nó thay đổi. Và ở những vùng ven biển, nếu như trước đây chúng ta sợ nước mặn, chúng ta phải đầu tư để ngọt quá để trồng lúa, thì bây giờ có thể tận dụng cái tài nguyên nước, nước ngọt, nước mặn, nước lợ để phát triển các loại thủy sản, cho thấy cái sự tiếp cận về tự nhiên rất tốt. Hình ảnh nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long đang thay đổi, thích ứng với biến đổi khí hậu, thích ứng với phát triển bền vững, thích ứng với cái xu thế
tiêu dùng của thị trường thế giới là ngày càng người ta chuẩn mực quá hơn, chuẩn quá hơn về các cái chất lượng hay là hàng rào kỹ thuật hay là truy xuất nguồn gốc, thì tất cả đó nó sẽ tạo ra được một cái giá trị nông sản cho đồng bằng sông Cửu Long, mang một hình ảnh phát triển bền vững. Lần đầu tiên cụm từ nước mặn cũng là tài nguyên để xuất hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật. Năm 2018, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về tôm đầu tiên của Việt Nam tại Bạc Liêu đã được khởi công. Đây là một trong những chương trình trọng điểm để cụ thể hóa mục tiêu mà nghị quyết 120 đã đề ra. Trách nhiệm khu công nghệ cao này là gì? Chính là làm hạt nhân để Bạc Liêu trở thành thủ phủ ngành tôm, là nó đưa các cái công nghệ cao vào để trình diễn trong khu công nghệ cao này, để cho người dân khi mà họ tham quan, họ học hỏi trong khu công nghệ cao này, họ về họ ứng dụng được khu công nghệ cao. Thứ hai là nó sẽ tiếp nhận những cái công nghệ cao trên thế giới để về khu này, để mà nó sẽ làm chức năng lan tỏa cho người dân. Nuôi tôm ôm nợ giờ đã là chuyện của quá khứ. Sau nhiều phen lận đận, con tôm Bạc Liêu đã vươn lên mạnh mẽ bằng chất lượng gắn với xuất khẩu. Ở đó, mô hình nuôi tôm công nghệ cao vừa mang tính tiên phong, vừa là chiến lược lâu dài. Trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh đạt 785 triệu đô la Mỹ với sản lượng gần 75.000 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ. Hiện Bạc Liêu được xác định là trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước. Có rất nhiều cái doanh nghiệp khác họ cũng bắt đầu để bắt tay vào việc để đưa con tôm mình nuôi theo cái dạng là nuôi công nghiệp, nuôi công nghệ, nó kết hợp về khoa học, về kỹ thuật ở trong đó. Cho nên tôi thấy rằng rất là tin tưởng trong những ngày tháng tới là sẽ đạt được như là Thủ tướng đề ra tới năm 2025 mình phải đạt được là 10 tỷ đô la Mỹ, thì tôi thấy rất khả thi. Ngoài con tôm, hơn 200.000 hectare đất lúa kém hiệu quả của vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng được chuyển đổi sang các loại cây trồng khác. Ở đó, những cái bắt tay thật chặt từ mối liên kết bốn nhà luôn được duy trì thông qua mô hình sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long chuyển từ chiếm lĩnh thị trường thế giới bằng con đường chất lượng thắng số lượng. Năm 2020, bất chấp đại dịch COVID-19, chúng ta đã xác lập nhiều kỷ lục khi sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đã vươn xa tới gần 190 thị trường trên thế giới, xuất khẩu nông sản đạt mốc 41 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Có dùng tập trung để không có manh mún thì cái đó để hướng thông minh là như vậy. Rồi sau này sẽ tiến tới từ bước, phun khói tự động để rồi bao trái rồi sử dụng phân hữu cơ để làm thế nào để sản phẩm sạch, đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng. Tôi rất mong là bà con nông dân mình cũng sẽ là những người nông dân đổi mới. Bởi vì bà con mình đổi mới thì bà con chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ khi mà có nhà doanh nghiệp họ tới, họ cần một diện tích lớn để mà họ sản xuất ra cái nguyên liệu rất là tốt, thì diện tích lớn đó là do bà con mình thông lại, dồn điền lại để có nhà đầu tư đây, người ta sẽ kiến thiết lại đồng ruộng. Như thế thì là cả cái cánh đồng nó sẽ là cánh đồng lớn để mà chúng ta sản xuất một cách rất là có rất khoa học, theo đúng như quy trình. Như thế thì là cái nguyên liệu này nó sẽ rất là tốt, chất lượng tốt, an toàn, mà cái giá thành nó rẻ. Cùng với giải pháp phi công trình, nền tảng về giao thông, thủy lợi, logistics, nguồn nhân lực và khoa học công nghệ cho vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng được đầu tư thỏa đáng nhằm đáp ứng yêu cầu mới trước thách thức cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Theo đó, tổng số vốn đầu tư các hạng mục chương trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 khoảng 220.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 16% so với cả nước. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu là 80.000 tỷ đồng. Chúng ta khánh thành được cái cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống là hai trong năm cái cầu lớn nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khi cái dự án kết nối này hình thành thì chúng ta kết nối được từ Cao Lãnh cho đến Kiên Giang, thêm một cái trụ động lực cho khu vực. Chúng tôi cũng hết sức là tập trung, đó là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ. Về Trung Lương Mỹ Thuận thì chúng tôi cố gắng là sẽ hoàn thành công tác thảm nhựa đưa vào khai thác trong năm 2021. Qua một cái thời gian dài thì tỉnh Cà Mau
đã tìm kiếm được các cái giải pháp công trình. Có thể nói đến nay là chúng tôi đã có được các cái giải pháp công trình hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu, với cái tình trạng sạt lở ven sông ven biển. Cùng hà hơi tiếp sức cho đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động hợp tác quốc tế đã được thúc đẩy, đặc biệt là thu hút được sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Hà Lan, JIP, JICA để thực hiện chuyển đổi mô hình sinh kế, sản xuất nông nghiệp bền vững và phát triển thủy lợi. Hiện nay đã có 20 đối tác phát triển quan tâm hỗ trợ cho đồng bằng sông Cửu Long với khoảng 2 tỷ 500 triệu USD, tương đương 58.000 tỷ đồng. UNDP thực sự trân trọng và khen ngợi chính phủ Việt Nam về việc lãnh đạo và các điều khoản ưu tiên cho đồng bằng sông Cửu Long, kể cả các chính sách đã huy động. Chẳng hạn như có nhiều chính sách quan trọng đã được đưa ra, trong đó có nghị quyết 120 tập trung vào phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu của đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, vào năm 2020, một việc rất quan trọng là việc phát triển Hội đồng Phát triển khu vực Mekong nhằm xử lý các vấn đề về quản trị phức tạp ở đồng bằng sông Cửu Long. Tất cả nỗ lực trên đã tạo diện mạo mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tăng trưởng GDP của vùng luôn ở mức cao, duy trì ở mức sắp xỉ 8% một năm trong vòng 3 năm qua. 3 năm là khoảng thời gian không dài, nhưng nghị quyết 120 đã tạo sự xoay chuyển mạnh mẽ về nhận thức trong ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là tiền đề quan trọng đảm bảo cho sự tăng trưởng bền vững ở những năm tiếp theo. Thưa quý khán giả, sau 3 năm triển khai thực hiện với những quyết sách mang tính chất chiến lược, nghị quyết 120 của chính phủ đã giúp cho đồng bằng sông Cửu Long thích ứng ngày càng tốt hơn trước biến đổi khí hậu. Thế nhưng theo các chuyên gia, đó chỉ là bước khởi đầu, còn phía trước là chặng đường dài với rất nhiều việc phải làm. Liên quan đến vấn đề vừa nêu thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tuấn, chuyên gia nghiên cứu về biến đổi khí hậu. Thưa ông, thành quả mà đồng bằng sông Cửu Long thu được sau 3 năm thực hiện nghị quyết 120 của chính phủ là gì? Sau 3 năm thực hiện nghị quyết 120 của Thủ tướng Chính phủ, đồng bằng sông Cửu Long đã có ra những cái chuyển biến mà đảng được ghi nhận. Mỗi ngành đều có ra những cái giải pháp thích hợp, và đặc biệt là những cái giải pháp mà nó nghiêng về tự nhiên nhiều hơn, mang cái tinh thần thuận thiên. Thì cái giải đó là cái mà người ta nhận thấy thay đổi nhiều nhất, và đặc biệt là những cái hàng nông sản hoặc là hàng thủy sản thì họ nghĩ tới vấn đề làm gia tăng cái giá trị của cái hàng đó để tăng lên thêm cái thu nhập cho người sản xuất, và đồng thời cũng hướng theo yếu tố thị trường nhiều hơn. Cái nhận thức của người dân và chính quyền địa phương các cấp là sẽ hiểu rõ hơn thế nào là thuận thiên, là chúng ta phải tuân theo những quy luật của tự nhiên và không tìm cách là chống nó hoặc là can thiệp một cách thô bạo trong cái thiên nhiên. Và đồng thời chúng ta cũng thay đổi cái suy nghĩ là coi nước ngọt, nước lờ, nước mặn đều là những cái tài nguyên. Thì tôi cho rằng đó là những cái sự chuyển biến đã ghi nhận nhất ở đồng bằng sông Cửu Long trong 3 năm qua. Và cái tinh thần này nó sẽ đi vào trong cái quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương sắp tới. Cái này sẽ làm chi tiết nhiều hơn. Thưa ông, trong thời gian tới thì theo ông, đồng bằng sông Cửu Long cần phải làm gì để có thể phát triển bền vững đúng với mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra? Cái thứ nhất là tôi nghĩ là chúng ta nên rà soát lại ra những cái kế hoạch hay là chương trình mà nó trái về tinh thần nghị quyết 120 này để chúng ta điều chỉnh hoặc là bãi bỏ nếu nó không cần thiết nữa. Cái thứ hai là chúng ta nên rà soát lại ra những cái chính sách nào mà nó đang cản trở cái sự phát triển một cách tự nhiên cho đồng bằng sông Cửu Long, thì như là những quy định về sử dụng ngân sách của các địa phương, hay là liên quan tới cái vấn đề về liên kết vùng sao cho nó thực chất, cho bây giờ hoặc là áp dụng cái luật quy hoạch mới đây mà được nhà nước thông qua, trên cơ sở là cái sự phát triển thịnh vượng của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, chứ không có cục bộ cho một địa phương hoặc ngành nào khác. Rồi sau cơ sở đó thì các tỉnh sẽ và các ngành sẽ làm ra những quy hoạch phù hợp dựa vào cái quy hoạch vùng như vậy. Tôi cho rằng là mình phải làm hai cái việc mà lớn, là thứ nhất là cái quy hoạch nó mang tính khoa học và mang tính tổng hợp. Cái thứ hai là rà soát lại ra những cái quy định hoặc là những cái kế hoạch nào mà không phù hợp nữa thì chúng ta thay đổi. Xin cảm ơn ông.
Có kinh nghiệm nuôi tôm gần 10 năm, nhưng đây là chủ đầu tiên anh Võ Văn Cường thả nuôi 10.000 con tôm càng xanh toàn đực trên nền đất lúa. Đây là mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu được tỉnh Bến Tre triển khai thí điểm ở xã An Điền, huyện Thạnh Phú. Mới hơn 3 tháng, nhưng tôm đã đạt kích cỡ 20 con trên 1 ký. Dù mặn xâm nhập sớm và sâu, nhưng vụ này anh Cường vẫn thu đến 900 ký tôm. Tôi nuôi tôm đang khoảng 10 năm mà nó cũng không đạt cao. Từ ngày tôi tập huấn bên phía nông tỉnh á, sử dụng sinh học bồ đề á, là tôi thấy màu nước nó đẹp, tăng kiệm á, nên tôm đẻ lớn. Những hộ tham gia mô hình với anh Cường ngoài việc được tập huấn kỹ thuật còn được hỗ trợ giống tôm chất lượng và đặc biệt là công nghệ sinh học để xử lý phèn mặn, cải thiện môi trường ao nuôi. Theo bà con, dù là giống tôm nước ngọt nhưng do tập tính có thể chịu mặn đến 8 phần ngàn nên con tôm càng xanh vẫn sinh trưởng tốt. Việc chọn giống tôm toàn đực sẽ tránh được tình trạng tôm cái mang trứng khi trưởng thành làm ảnh hưởng đến năng suất. Đến thời điểm này là độ mặn 1 phần ngàn là lên khoảng 60 km ở cửa sông à. Con tôm càng thì nó sống ở cái vùng nước lợ cũng được. Cho nên là cái việc mà nhân rộng cái mô hình tôm càng xanh toàn đực dùng sinh học là một mô hình rất là tốt đối với cái việc mà xâm nhập mặn trong cái thời điểm hiện nay. Làm sao chuyên nghiệp hóa người nông dân, con người, lực lượng sản xuất chuyên nghiệp mới đáp ứng được cái yêu cầu của nền kinh tế thị trường hiện nay và cái khó khăn thách thức do biến đổi khí hậu gây ra. Dự án tôm lúa hữu cơ trên cái nền đất nhiễm mặn thì đã cho cái kết quả khá quả quan, tạo ra một cái tiền để xây dựng được thương hiệu tôm lúa hữu cơ Bồ Đề của tỉnh Bến Tre. Bằng hiệu quả thực tế, nuôi tôm càng xanh toàn đực ứng dụng công nghệ sinh học là một trong những mô hình sinh kế bền vững tại Bến Tre và phù hợp với tinh thần nghị quyết 120 của chính phủ. Mô hình mở ra hướng canh tác mới cho cây lúa và con tôm, hai đối tượng nông sản chủ lực ở đồng bằng sông Cửu Long.